bột chuẩn bị lang thang trên đường. Chú té ngã và đứng lên, ngã xuống mặt đất. Chú té ngã và đứng lên, ngã xuống mặt đất. Ăn con ma chàng bay trên không, chạy nhanh khi thấy con nhện đang xa chuẩn này xuống gầm giường. Chạy nhanh khi thấy con nhện đang xa chuẩn ngay xuống gầm giường, chuẩn ngay xuống gầm giường. Má ma cà rồng tìm kiếm chút màu hồng. Trời đã đổ mưa và chú trượt trên mặt bùn. Trời đã đổ mưa và chú trượt trên mặt bùn. Bốn phù thủy già trên cây trôi trà, chim cú đen đuôi họ đi về nhà của họ. Chim cú đen đuôi họ đi về nhà của họ. Năm con quay vật chúng không có gì làm. Còn chó xua vào ho và ho chạy thật là xa. Còn chó xua vào ho và ho chạy thật là xa. Sau con sòi tìm kiếm thức ăn, cần bao đen chung vội va chạy vào rừng sâu. Cần bao đen chung vội va chạy vào rừng sâu, chạy vào rừng sâu. Bẫy bộ xương khổ trời với cũng đã. Cần gió mạnh đã đến và thôi họ thành đông xương. Cần gió mạnh đã đến và thôi họ thành đông xương. Tam yêu tình đùa nghịch linh tình. Thầy con chút to và liên chạy về nhà họ. Thầy con chút to và liên chạy về nhà họ, về nhà của họ. Chim người khổng lồ nhảy cắn vào thân cây. Họ không cẩn thận và bị cắn bởi con ong. Họ không cẩn thận và bị cắn bởi con ong. Mười chú tạc ượm nhìn rất là kinh sợ. Bất ngờ mỉm cười nói vui Halloween. Bất ngờ mỉm cười nói vui Halloween. Chúc mừng ngày Halloween để tất cả mọi người sợ hãi. Halloween vui vẻ. Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Các cánh của con cà và vây của con ruồi. Săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con cụ một ít con da rồng. Quẩy nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Tròn lên nào. Súp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các chương bay của con chuột vào màu của đêm. Săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thay nó. Các răng của bụng tôi trước thì bị nó cắn. Quay nó, đun nó, người nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Tròn lên nào. Súp của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng. Nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng. Săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và khuấy nó bằng thìa. Khuấy nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, xay nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Trôn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó. Trôn lên nào. Súp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? No,
Nằm bé xương khô trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé xương khô trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ba bé xương khô trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé xương khô trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé xương khô trên giường nhảy lon ton. Làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ngã đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ngã đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ngã đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ngã đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ngã đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Bạn có biết gì về con ma nghịch ngợm trong nhà tôi không? Bông ma nghịch ngợm trong nhà tôi, anh rất mềm mại dễ thương. Anh trốn trong tủ đông khi chị tôi vừa đến. Khi đó anh nói u. Anh trốn dưới gầm giường mỗi khi đêm đen. Đôi khi anh ta ngáy to. Thích bạn sợ hãi khi bạn thức dậy, nhưng con ma ấy yêu bạn. Đó là con ma nghịch ngợm, không phải là anh trêu đùa. Đôi khi anh gặp con mèo của chúng tôi và anh lao vào chiến ngay. Nhưng anh ấy bò chạy khá nhanh bạn thấy, khi con mèo bắt đầu cắn anh. Nhưng con chó của tôi rất yêu con ma, chúng là một cặp đáng yêu. Cho chở ma trên lưng một chuyến quanh nhà, bởi anh ấy nhẹ như không. Thật là không thể tưởng tượng khi bạn nhìn thấy bọn chúng chạy quanh tivi. Còn một bông ma nghịch ngợm trong nhà tôi, anh rất mềm mại dễ thương. Anh trốn sau cánh cửa tất cả các ngày. Khi đó anh nói u. Anh chạy trên bức tường mỗi khi đêm đen và nghĩ anh ta béo to. Anh ấy cười vui khi bạn thoát cu lẹt, nhưng con ma ấy yêu bạn. Tôi yêu con ma nghịch ngợm nhà tôi, còn bạn thì sao?
đó là không khí mùa thu. Hãy tận hưởng nó. Bạn có thấy không khí se se lạnh vây quanh đây, mùa thu đang về. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh từ đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Vì sô cô la thật tốt ngay bây giờ, ngồi trong công viên nhìn thấy những con vịt. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh từ đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Trên mặt đất những chiếc lá kêu lao xao như những bước chân kiều vũ nhảy xung quanh. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tương đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Tôi tận hưởng không khí mùa thu với bạn bè và gia đình tôi. Bạn có thấy chiếc lá vừa lay cành và khu rừng kia rực sắc nâu cam. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tương đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Vì sô cô la thật tốt ngay bây giờ, ngồi trong công viên nhìn thấy những con vịt. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tương đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Trên mặt đất những chiếc lá kêu lao xao như những bước chân kiều vũ nhảy xung quanh. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tương đó xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Xem sắc màu tuyệt vời.